Đúng. Đúng phải trứng chứ. Hai mọi người, nàng phải bánh tiều. Nàng bánh tiều. Thấy thì mới biết à, tại sao có hai tên gọi đó. Thật ra là bánh tiều. Sao không biết, cũng là bánh ngọc da. Biết sao. Mọi người thử. Cái nhà nó giống bánh trung thu. Lại cắt bánh thập cẩm ăn tiếp. Còn khoảng hơn 4 bánh. 4 bánh này. Bánh ngọt. 3 cái bánh mặn. Như là bánh ở nhà vậy. Nhà ăn quen. Mua, không phải mua. Cô tặng. Cô tặng cái bánh sao ăn mặn quá. Cái vị ăn mặn cắt nước chết. Trang thích ăn mặn hơn ngọt nhưng mà cái vị mặn cũng phải vừa phải. Bánh chay nấm sườn. Nấm sườn chay. Nấm chay nhưng mà bị mặn. Nhưng cái ăn bị mặn hơn là bị ngọt. Cái ăn chay như ăn toàn là bị ngọt không, không biết là đường. Mẹ Trang thích ăn bánh chay nào? Tại ngoài bán bị ngọt không? Mẹ Trang lại không thích ăn sơn, nhân sơn rồi. Sơn nhuyễn rồi. Nên là con làm bánh thập cẩm đi. Đừng có làm bánh bị ngọt nha. Lớn tuổi nhỏ ăn bị ngọt. Đường ra không vậy, cha cũng không ăn. Tôi đâu ăn miếng. Nửa cái bánh. Chắc là bánh bí chai. Đây, ở trong có cái này sầu riêng. Bánh bánh chai nó không có trứng. Bánh. Béo béo mà sao đi thật vậy.